Giống như lần trước mà chị có hẹn là sẽ live stream vào bữa 20 tháng 10 sẽ nói về vấn đề là quốc công trừ phát nào, với lại sẽ nói cái đúng cái sai của sư Minh Tuệ. Thì hôm qua thì em cũng canh xem cái buổi live của chị, là cái buổi live của chị là em cũng canh xem hết, xem coi là chị phân tích đó, cho mọi người rõ là thầy đúng ở chỗ nào, thầy sai ở chỗ nào. Nhưng mà thật sự là hình như là không có thấy được cái đúng cái sai mà thầy chị phân tích. Nhưng mà chị có nói, chị chuyển hướng sang là có một cái bà nào đó tìm chị, tự xưng là Việt Tân, và nói là chị đi tới thăm sư Minh Tuệ, rồi cùng với fan của chị và fan của sư Minh Tuệ xuống đường biểu tình để mà lật đổ chính quyền. Cái câu nói này của chị á, là em thật sự là chị chắc là chị đang coi là mọi người Phật tử cũng như là tất cả mọi người á, trên cả nước Việt Nam đều lặng nít hết ra gì á. Cái câu này chị đang gấp lửa bỏ tay người. Chị đang gấp lửa bỏ tay người, tại vì á, chị nói á, lấp lửng như vậy có nghĩa là cái bà đó bà đã tới, bà gặp sư Minh Tuệ, bà đã nói chuyện với sư Minh Tuệ, hoặc là bà đã nói chuyện với lại fan của sư Minh Tuệ, là chúng tôi đây nè. Những người kính ngưỡng sư Minh Tuệ là đã đồng ý rồi nên mới tới để mà hợp tác với chị, để mà cùng nhau xuống đường. Chị đang ý nói như vậy đúng không? Chị đang ý nói là chúng tôi đã đồng ý là cùng với fan của chị xuống đường để lật đổ chính quyền. Chị đang gấp lửa bỏ tay người, nói chuyện mà lấp lửng như vậy là không có được. Chúng tôi là những người yêu kính sư Minh Tuệ, tâm của mình á, học từ sư Minh Tuệ những cái mà bao dung, những cái mà từ bi hỷ xả. Cho nên là cái chuyện mà mình lôi kéo nè, rồi tụ tập để mà nói chống phá chính quyền là chuyện đó không có. Chúng tôi chỉ thành tâm yêu kính ngài, chỉ muốn đến để đảnh lễ thầy một lần trong đời, vì kính ngưỡng cái hạnh của thầy thôi, chứ hoàn toàn không có cái những cái mà suy nghĩ mà sẽ đi mà xuống đường để mà lật đổ chính quyền là chuyện đó không có. Chị đang gấp lửa bỏ tay người, chị đang nói lấp lửng như vậy để mà những người mà người ta không hiểu, người ta sẽ nói chắc là cái bà đã nói chuyện với sư Minh Tuệ rồi, đã đồng ý với nhau rồi, hoặc là sư Minh Tuệ là người của Việt Tân hay gì đó mà có thể mình yêu kính thầy, mình sẽ nghe theo lời thầy, là chuyện đó không có được. Chị là một người một doanh nhân, muốn nói gì thì mình phải nói cho đàng hoàng tử tế, chứ không có mình không có lấp lửng kiểu đó được. Còn em đang hỏi chị là một người ra rã, chị nói là chị là người yêu nước, tại sao khi mà người ta tới chị nói, người ta nói với chị á là người ta là Việt Tân, nói rõ ràng với chị là Việt Tân, tại sao chị không kêu công an bắt? Nếu như là em một người bình thường thôi, em không phải là người nổi tiếng, một người bình thường thôi, nếu như có người nào đó tới nói với em là tôi là Việt Tân và tôi muốn chị đi xuống đường để mà nãy là em nói thiệt với chị ha, em một mình em làm không lại bà đó đi, em cũng la lên đó cho cả làng cả xóm sớm lại bắt bà đó đem lên công an liền, không ngay lập tức, không có cần phải nói tiếng nào hết trơn. Tại sao chị ra đã, chị nói là chị là người yêu nước, chị yêu nước đủ thứ hết trơn, mà tại sao người ta đã tới nguyên cái Đại Nam lớn rộng lớn vậy, biết bao nhiêu con người ngồi đó live stream để nói chuyện, mà tại sao biết người ta là Việt Tân mà không có nói, không có báo cảnh sát, không có bắt lại để nộp cho công an để mình lập công chuộc tội? Chị mới vừa ra tù mà chị lập công liền rồi á, những fan của chị sẽ càng cuồng hơn là chị lập công, chị là người nói yêu nước, là chị làm đúng như cái lời chị nói. Mà chị đợi tới ngày 20 tháng 10 á, chị lên chị nói là cùng với lại fan của sư Minh Tuệ xuống đường để mà lật đổ chính quyền. Cái chuyện mà gấp lửa bỏ tay người chỉ dành cho những kẻ tiểu nhân mới làm chuyện đó thôi. Còn nếu như chị là một người chính nhân quân tử là chị không có xử sự như vậy. Nếu như chị là chính nhân quân tử là chị đã cho bắt cái người đó, bắt cái bà đó liền, đem tới công an giao nộp liền. Mà không có ai mà dạy gì tới một cái chỗ lớn như vậy, tới một cái chỗ lớn như vậy, đông người như vậy, mà tự xưng mình là tôi là Việt Tân. Trừ khi người đó không còn muốn sống nữa. Trừ khi người đó không còn muốn sống nữa mới làm như vậy thôi. Chứ mà hô ra mình là Việt Tân cái là bao nhiêu người dây quanh bắt mình rồi, là đưa lên là công an, là có chuyện tới công chuyện với mình rồi, liền rồi, phản động mà. Hay là chị đang dàn dựng câu chuyện đó nên chị mới không có kêu công an bắt lúc đó, mà chị tới chừng 20 tháng 10, tại vì chị không có cái lý nào để nói, không có cái chuyện gì để nói nên chị mới đưa lên. Tại vì cái câu chuyện mà chị với người đó nói chuyện á là chỉ nghe tiếng chị thôi, hoàn toàn không nghe người đó nói cái gì. Bây giờ chị muốn nói cái gì thì nói. Đưa người ta làm con chốt thí hả? Đưa người ta làm con chốt thí để mà làm ổn cái dư luận đang xôn xao về chị với sư Minh Tuệ hả? Nhưng mà cái cách chị làm á
Chị đưa một con chút thí vô, chị đang gài, chị gài á, thầy của tôi, thầy của chúng tôi vào cái thế là hả, có Việt Tân đã nói chuyện với thầy rồi rồi á, gài chúng tôi là những người kính ngưỡng thầy á, là sẽ vì thầy mà xuống đường á, mà lật đổ chính quyền. Ủa, thầy tôi đâu có bị bắt mà phải giải cứu, thầy tôi đang được chính quyền bảo hộ rất là nghiêm ngặt. Từ lúc mà thầy nổi tiếng thầy đi, đều đi mỗi một địa phương đều có công an, đều có chính quyền để bảo vệ. Thầy tôi có làm gì đâu mà phải cần phải giải cứu. Thầy đi tu mà, cần gì phải giải cứu. Mà chị nói chị bịa ra một cái câu chuyện nó quá trời mà vô tri. Không có một người nào mà tin được cái chuyện đó chứ, kể cả một đứa con nít. Em rất ngưỡng mộ, em nói thiệt, có những chuyện thiện nguyện của anh chị em rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà chị đụng đến Sư Minh Tuệ, tự nhiên nó cái mà càng ngày nó càng càng cảm thấy cái con người chị nó tráo trở, nó lật lọng, nó tráo trở, nó không có xứng đáng là một cái người thần tượng để mà mình thần tượng nữa. Nên buộc lòng em phải nói. Vì sao mà chị gặp Việt Tân mà chị không báo công an? Em đang hỏi là tại sao mà đã người ta nói với mình là Việt Tân mà mình không báo công an bắt liền lúc đó? Bất cứ ai ở trên đất nước Việt Nam này mà đã có lòng yêu nước rồi, là một người dân thường, một người không hiểu biết hay bất cứ ai đi chăng nữa, chỉ cần nghe nói là cái bọn phản động nó đi lại, nó chiêu dụ mình, nó làm một hai là khỏi cần ai lên tiếng, là tự bản thân họ sẽ bắt một hai là phải bắt được người đó rồi giao lên công an liền. Ấy, mình đang ở thế là đất nước hòa bình, mình không có muốn chiến tranh, mình không có muốn bạo loạn, mình không có muốn những cái mà tiêu cực xảy ra trong đất nước mình, thì mình phải diệt trừ tại đó liền. Chị thấy cái đợt ở trên đất đó không? À, ở trên đâu đó mà cả đa, bao nhiêu người dân á, là người ta bắt á, không có cần đợi cái công an nữa, mấy chục người mà đi xả súng vô trong đó là cuối cùng là dân cùng với lại chính quyền á, dây bắt. Chị thấy không? Chị thấy chưa thấy là người dân người ta yêu nước tới mức nào chưa? Mà chị nói là tự nhiên cái tới ôm nói chuyện rồi xong cái bắt đầu nói biết người ta Việt Tân rồi xong rồi cái im luôn không có nói gì để cho người ta đi. Nguyên cái Đại Nam chị lớn á, bao nhiêu người á, không có mắt không có tay hả, không có mắt không có tay hả, không biết bắt người ta hả, rồi đợi tới ghi hình á, đợi tới ngày này á, đưa mặt lên làm gì vậy, người ta trốn mất tiêu rồi làm sao? Hay là chị mà Việt Tân á, mà nó đi loạn vậy đó hả, muốn tới là tới, muốn lui là lui trong Đại Nam của chị, cũng như là đi trên cái lãnh thổ Việt Nam này đơn giản vậy đó hả? Chị đang nói chính quyền á, đất nước mình á là vô dụng hay gì mà không biết, để chị phải là người á, phát hiện chị phải là người nói, chị chỉ cần hô một tiếng lên là bảo vệ của Đại Nam của chị là túm đầu liền, giao cho công an liền. Ở đó mà để cho đi vô đi ra giống như Đại Nam vậy, nguyên cái khu du lịch lớn vậy, mấy trăm hectare vậy, biết bao nhiêu ngàn con người trong đó mà đi vô đi ra giống như chợ vắng người không có người vậy. Giờ đó lên nói người ta là Việt Tân lôi kéo để cùng với Phanh Sư Minh Tệ xuống đường lật đổ chính quyền. Vô tri chưa từng thấy. Đó là sự lương lẹo, một cái sự lương lẹo. Chị nói chị quốc không trừ phát nào, chị nói chị quốc không trừ phát nào. Em tưởng nào là hôm nay là chị sẽ lên chị quốc nè. Thích Chân Quang nè, thích Nhật Từ nè, thích Trúc Thái Minh, cái gì đó, tùm lum tà la đó. Sao chị không làm? Chị chính nghĩa lắm mà. Sao chị không làm? Chị đi gấp bờ lửa bỏ tay người, chị nói là Sư Minh Tệ như vậy. Lúc trước chị ám chỉ là đằng sau lưng ổng có người chống lưng. Hôm nay chị lại nói là Việt Tân á, kêu là giải cứu thầy cùng xuống đường á, mà lật đổ chính quyền. Có phải chị đã ám chỉ thầy tôi như vậy không? Có phải chị ám chỉ thầy tôi là bên á, Việt Tân không? Đúng ra là tôi là người rất là hiền. Tôi rất là hiền, tôi cũng nể anh chị lắm. Nhưng mà từ bữa giờ tôi cũng theo dõi, cảm thấy không có một cái chút nào nể phục hết trơn á. Còn anh Dũng, Anh là một người đàn ông cũng từng đi bộ đội, cũng là người có tâm thiện, giúp ích cho đời rất là nhiều. Nhưng mà những lời anh nói á, rõ ràng là không có quan điểm đúng đắn. Anh lúc nào cũng đề cao nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Vậy anh đã làm được hết chưa? Anh đã làm được hết chưa mà anh đứng ra anh giảng đạo? Anh nói á, là một người á mà bỏ cha bỏ mẹ, không nhớ tới cha mẹ tổ tiên á, mà như vậy không đáng làm người. Vậy anh đang nói Phật Thích Ca đúng không?
anh nói Phật, Đức Phật Thích Ca đúng không, cũng bỏ cung vàng điện ngọc, cũng bỏ gia đình, cũng bỏ cha mẹ, cũng bỏ vợ con. Sư Minh Tuệ chưa có vợ con nha, còn Đức Phật Thích Ca là có luôn vợ con, bỏ hết để đi tìm sự giác ngộ đó. Anh đang nói Phật Thích Ca đúng không? Vậy anh thờ ở trong cái đền thờ Đại Nam của anh làm gì? Anh thờ Đức Phật làm gì? Anh quỳ lại làm gì? Anh chửi mà anh quỳ lại làm gì? Rồi anh làm đúng chưa? Nhân lễ nghĩa trí tính của anh đã làm đúng chưa? Bỏ một người vợ tàu khang của mình á, bỏ người vợ tàu khang á, đồng cam cộng khổ của mình á, từ lúc mà từ sơ khai á tới bây giờ á, để lấy một người khác. Con cái không nhận, không nhìn nhận. Vậy anh đã làm đúng chưa mà anh lên rồi đã anh giảng với mọi người về cái đạo lý. Bản thân anh đã làm đúng chưa mà anh phán xét tới những bậc chân tu á, bậc Phật Thích Ca luôn. Họ tu cho họ, anh nói những lời á là họ tu cho họ, không có phải tu cho mình. Vậy Đức Phật Thích Ca tu cho ai? Mà bây giờ á, sau 2700 năm á, mà mình á vẫn tôn thờ, mình vẫn đảnh lễ, mình vẫn học theo cái pháp của Phật. Anh thờ Phật làm gì? Anh thờ Phật làm gì trong cái đền thờ của anh? Vậy anh lại cái gì? Anh học được cái gì ở Phật mà anh nói như vậy? Bất cứ ai á, là con người á, đều biết ơn cha mẹ hết trơn á. Anh không nghe những bậc cái sư á, giảng hả? Cái gì là tiểu hiếu, cái gì mà trung hiếu, cái gì mà đại hiếu anh không biết hả? Mà anh phán xét vậy, anh nói không đáng làm người. Anh nói là không đáng làm người, mà đúng rồi, theo em nghĩ chắc cũng đúng. Không đáng làm người tại vì cái kiếp phàm phu này á không có đáng để mà những bậc chân tu đó người ta hướng đến. Người ta là Phật mà. Những bậc chân tu không có hướng đến là sát phàm, tại vì người ta hướng lên là giải thoát, giác ngộ để người ta giải thoát lên, sau này người ta thành Phật thành tiên. Chứ không ai muốn ở cái sát phàm này nữa hết trơn á. Mình á lớn, phát ngôn cái gì nó cũng phải đúng. Trước khi mà mình muốn dạy đời ai thì mình phải làm đúng trước đã. Mình làm đúng trước đi. Làm tốt trước đi, nhân cách đó mình tốt đi rồi mình hãy dạy đời người khác. Tiếp theo là cái vấn đề mà chị nói là Đại Nam văn hiến để lại cho đời sau. À, đã hy sinh á, xây dựng một cái Đại Nam văn hiến để lại cho đời sau. Thứ nhất á, cái chữ mà văn hiến á, văn hiến á thì nó sẽ là những cái gì mà gọi là văn hóa mà là truyền thống văn hóa cũng như là nó đại diện cho văn hóa Việt Nam á. Thì bao gồm có là chẳng hạn như cung đình Huế nè, rồi đền Hùng nè, rồi chùa Một Cột, những cái văn hóa đó là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ai và cơ quan nào đã duyệt, đã chấp nhận cái khu du lịch Đại Nam được đưa vào văn hiến Việt Nam vậy? Cơ quan nào đã có chưa? Chị trình giấy, chị đưa cái giấy lên, đưa cái giấy chứng nhận đó lên em coi coi. Mà chị nói là để lại cho đời sau, không, đời sau nhà chị thôi nha. Đất đó là của chị, khu du lịch đó là của chị, kinh doanh đó là của chị, để lại cho đời con chị, thằng Hữu á. Chứ không phải để lại cho đời sau, chị nói cho quá hả? Chị nói cho quá, để lại cho đời sau, đời sau là đời sau nhà chị, con của chị thôi nha. Chứ chị đừng có nói là Đại Nam văn hiến là hy sinh để lại cho đời sau. Đừng có nói như vậy, chị gom hết cả nước này không. Cung đình Huế, đền thờ vua Hùng và còn nhiều thứ nằm trong văn hóa Việt Nam, ăn sâu vào trong cái tâm khảm của người Việt Nam, đó là văn hóa thì mới gọi là thuộc về văn hiến của Việt Nam nha. Để nhắc lại cho chị nhớ cái chữ Đại Nam văn hiến của chị nha. Chứ chị đừng có mà dùng từ sai lại không có đồng ý. Thêm một điều nữa là chị cứ hồn thiên sông núi kêu gọi tôi. Chị là gì dữ vậy? Hồn thiên sông núi á là tất cả những cái vị vua Hùng từ những đời nào tới những vị mà anh Hùng á, những vị vua mà khai sinh lập địa, khai thiên lập địa, tạo ra cái đất nước này. Kêu gọi. Chị đang là cái gì dữ vậy? Là vua của một nước hả? Hay là hoàng hậu, hoàng thái hậu gì của một đất nước hả? Kêu gọi chị để chị lo cho dân, yêu thương dân, bảo vệ dân. Chị dùng từ sao mà ghê gớm dữ vậy? Trời đất ơi, hồn thiên sông núi luôn. Đại Nam thì Đại Nam văn hiến, hồn thiên sông núi luôn. Chị đang nói là Đại Nam văn hiến của chị đang là cái gì, ngọa hổ tàng long hay sao ta nói sao ta? Long mạch đó hả? Ở đó đó hả? Tức là anh Dũng là vua, chị là hoàng hậu đúng không? Hồng Thiên Sông Núi đã kêu gọi chị với anh Dũng đúng không?
Sao mà mình đưa mình lên dữ vậy? Sao chị ảo tưởng quá vậy? Đúng là những cái lời nói của chị á, nghe nó rất là hùng hồn, nhưng mà nghĩ sâu xa một chút, chị đang tự đưa mình lên quá cao. Anh chị đưa mình lên quá cao, dùng tới những từ thiêng liêng như vậy luôn, từ ngữ thiêng liêng như vậy luôn, để đánh bóng tên tuổi của mình, để kéo fan lại. Nói cho rõ ràng nha, đừng có mà đánh tráo khái niệm. Thứ nhất là vấn đề của sư Minh Tuệ về cái vấn đề mà Việt Tân, thứ hai nữa là cái Đại Nam Văn Hiến của chị là tài sản của chị chứ không có, không phải tài sản đất nước. Chừng nào mà chị đưa cái Đại Nam Văn Hiến của, đưa cái Đại Nam của chị vô hiến cho nhà nước làm của chung để người ta xây dựng, làm nên một cái chỗ mà hả, để kính ngưỡng cho người dân, thì cái đó chị mới nói được là dân hiến, Đại Nam Văn Hiến. Hiến là có nghĩa là chị hiến cho đất nước, cho người dân đó, cho xã hội, cho người dân đó. Chứ còn cái này là tài sản riêng của chị, không có nói như vậy được, không có hiến cái gì đây hết trơn á. Nói cho cố vô hả,